Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu Huy Hàng một chai nước hoa hàng mới nhất của dòng Tram. Chai này 100 ml có giá trị là 710, được đóng gói và sản xuất tại Việt Nam nhưng mà nguyên liệu nhập khẩu tại Pháp nha các bạn. Hàng chính hãng hay là tem chống giả, hàng chính hãng 100%. Chai này là dành cho nữ. Mùi này là mùi đặc trưng của dòng Tram mới nhất. Đây, đó. Cái hộp sang chảnh luôn nha. Này, nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Pháp, chuyển giao công nghệ độc quyền từ Tram in Paris, là có nghĩa là từ Pháp nó chuyển giao công nghệ cho công ty Tram ở Việt Nam của mình. Mùi hương quả mâm xôi, hương giữa hoa hồng hoa nhài hạt phỉ, hương cuối là mật ong gỗ đàn hồi, gỗ cát mét, gỗ tiết trùng. Sản phẩm đạt giải thương hiệu chất lượng khu vực ASEAN 2017. Đẹp. Cái sản phẩm chai này có giá trị là 710 nha các bạn. Một hộp sản phẩm luôn. Trăm ml xài một năm chắc không hết luôn á. Đây là dòng mới nhất của Tram, sẽ thử nha. Quá đã, quá nhẹ luôn, mùi rất là thơm và nhẹ. Các bạn trai nào mà bạn gái hộp này là nó xảy quá sang luôn. Bây giờ thích nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch từ Pháp các bạn. Còn công ty này sản xuất tại địa chỉ A5-159C về Bào Cò, ấp 1, thị xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh. Còn văn phòng, các bạn nào muốn thử tất cả mùi nước hoa, nữ có mùi mấy mùi và nam có 7 mùi luôn, là các bạn tới thử, muốn thử trực tiếp tới văn phòng nè, 311 Hoàng Quang Thụ. Các bạn tới mà cây cầu dược nghe Hoàng Quang Thụ, cầu dược mà ngay công viên Hoàng Quang Thụ là có nguyên cái tòa nhà cao cao, nguyên cái bảng hiệu Tram luôn, và 311 Hoàng Quang Thụ. Tới đó các bạn thử nước hoa miễn phí, đầy đủ mùi nước hoa miễn phí luôn. Tặng bạn gái là hết ý luôn, hết rồi, tặng bạn gái hết sảy luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.